trận thi đấu giữa Thắng Tuân của Công an thành phố và Nghĩa Tùng của câu lạc bộ Tân Việt. Bên ông Thắng và anh Tuân chấp hai quả đẹp. Điểm 3-1. Bóng ngoài 3-2. Điểm 4 đẹp. Bóng ngoài 4-5. Điểm 8-9. Trận thi đấu rất căng go. Xem 1 đã 9 đảo. Rất là cân. Đóng vào lưới ra ngoài. Kết thúc set 1, đôi Tuân Thắng của Công an thành phố thắng 11-9. Come on.
Bạt bóng rất hay. Ra bóng rất hay. Một điểm trực tiếp cho Nghĩa Tùng. Đánh trái rất là tốt. Điểm đôi Tuân Nghĩa Công an thành phố 79. Tỷ số set 2 là 11-8 về đôi Nghĩa Tùng. Một đều về trận, một đều và chắc, xin lỗi, một đều và chắc.